Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Tên tôi là Phan Anh. Và bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các anh chị kinh nghiệm rất là quan trọng, rất là quý, tôi nghĩ thế. Kinh nghiệm của tôi trong cái quá trình làm marketing và marketing thời trang. Và bài học hôm nay tôi nói về quy trình, cách làm khai trương cho một cửa hàng bán lẻ và một cửa hàng bán lẻ thời trang. Đấy, bạn khai trương một cửa hàng thời trang như thế nào? Có nhiều người thường là úi xùi với việc làm khai trương, hoặc là họ nghĩ rằng là cái việc khai trương bây giờ nó cũng phổ biến quá rồi, người ta làm khai trương nhiều quá rồi cho nên là họ không làm. Thì tôi nghĩ rằng cách đấy là một cái quan niệm sai lầm, bởi vì cái ngày khai trương là cái ngày đánh dấu cái việc là khách hàng họ đến mua và họ biết cái sản phẩm và thương hiệu của mình. Và nếu như mà cái lần đầu tiên họ đến mua cái sản phẩm đấy và sau đó họ ưng thì rất có thể là sau đấy họ sẽ mua lại. Nếu cái sản phẩm nó chất lượng, sau đấy họ sẽ tiếp tục mua lại, họ ủng hộ. Và cái ngày khai trương ấy thì mình phải tính toán làm sao cho nó hòa vốn, hoặc là lãi một chút thì càng tốt, không thì lỗ một chút cũng được. Tại vì nhiều người là ngại không muốn làm khai trương hoành tráng là bởi vì sợ lỗ vốn, bởi vì khai trương là lỗ mà. Thế thì mình cố gắng đạt điểm hòa vốn hoặc là lãi. Làm nào để lãi thì phải bán được nhiều trong ngày khai trương. Thì đây là những cái kinh nghiệm nhá. Đầu tiên là về mặt lý thuyết này, là khi mà làm khai trương thì mình bao giờ phải có kế hoạch. Đấy, chúng ta phải lập kế hoạch khai trương, thời gian, địa điểm, ngân sách, người phục vụ, thuê mướn các dịch vụ bên ngoài như nào. Đấy, thứ hai là chúng ta sẽ thảo luận và lựa chọn các chương trình, các điểm nhấn về cái sự kiện khai trương đó là gì. Ví dụ có tiệc mặn hay tiệc ngọt, đúng không ạ? Khách mời là ai, khách hàng là ai, khách VIP là ai, báo chí là ai, KOL là ai, vân vân. Có tổ chức các cái sự kiện ca múa nhạc hay không, có tổ chức các cái lễ tân tiếp đón hay không. Đấy, có các tổ chức các tiệc về tiệc ngọt hay là tiệc cocktail hay không. Đấy, hoặc là bộ sưu tập, trình diễn thời trang, ca nhạc, vân vân. Rồi thì chúng ta phải ra chương trình khai trương của ta bắt buộc phải có khuyến mại nhé. Không một chương trình khai trương nào không có khuyến mại, phải có khuyến mại giảm giá, phải có quà tặng, thậm chí là quà tặng miễn phí cho khách tham quan. Đấy, sau đó là phải kế hoạch truyền thông cho cái chương trình sự kiện khai trương của mình với bằng những hình thức như tờ rơi này, báo chí, PR này, SMS nhắn tin cho khách hàng cũ, khách hàng mới này, telesale mời này, thư mời này, post Facebook event này. Đấy, quảng status này, chạy quảng cáo Facebook, Zalo, vân vân để biết đến cái sự kiện ngày khai trương đấy. Đấy. Thời gian chuẩn bị là khoảng 3 đến 4 tuần trước cái ngày khai trương là tốt nhất. Vâng, thế thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể và chi tiết tôi đã làm khai trương cho một cái thương hiệu của chúng tôi như thế nào. Đấy. Thế tôi sẽ nêu cái tên thương hiệu của chúng tôi, Crash Pay, và rất nhiều cái thương hiệu khác cho tôi không tiện nêu tên. Thì tôi sẽ làm như nào và tôi sẽ đọc chi tiết chính xác những thứ mà tôi làm cho các bạn xem, và tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao tôi làm như thế. Và nếu như các bạn cần cái bản kịch bản này dạng bản mềm thì các bạn hãy liên hệ với tôi, để tôi sẽ gửi tặng cho các bạn, không tôi chẳng giữ làm gì cả, được chưa? Đầu tiên là tôi sẽ lập một cái bản kế hoạch khai trương. Trong cái bản kế hoạch này tôi mô tả rõ chi tiết là thời gian khai trương là ngày nào, từ sáng là từ mấy giờ đến tối giờ đến mấy giờ, đúng không? Địa điểm ở đâu. Đấy. Mục tiêu khai trương của tôi là gì? Ví dụ như là tôi muốn có một cái buổi lễ khai trương ra mắt thật là ấn tượng, thật là sang trọng, thật là lịch sự, thể hiện được cái thương hiệu, thu hút được người xem và người tiêu dùng, và đặc biệt là bán được cháy hàng, bán được nhiều hàng trong cái buổi khai trương này. Luôn luôn chúng tôi đều đặt mục tiêu ra là phải bán được hàng, bởi vì phải bán được hàng thì chúng tôi mới có tiền để chi trả cho những cái phần trước đó chúng tôi đã chi ra làm khai trương. Bởi vì chi khai trương là rất là tốn tiền, chỉ có vứt đi mà không đã có về. Các bạn hiểu ý tôi không? Tôi sẽ lập ra một cái bảng Excel có đề mục công việc, có nội dung, có ý tưởng, có thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Đấy, có nhân sự, có dự trù kinh phí, người thực hiện, người kiểm duyệt. Đấy, ghi chú, vân vân. Đấy là các bạn tưởng tượng ra một cái bản Excel như thế. Tôi có cái bản đấy trong tay rồi, thì tôi thuộc lòng rồi, tôi không cần phải xem, tôi cũng có thể nói được với các bạn. Đấy. Thế thì đầu tiên là tôi sẽ lập cái bản kế hoạch này. Đấy. Sau đó thì tôi bắt đầu là vấn đề thứ hai là tôi sẽ kiểm tra cửa hàng của tôi Trong cái phần khai trương là phải có phần kiểm tra cửa hàng nhé. Ví dụ như là cửa hàng phải trang hoàng rực rỡ này, chuẩn thiết kế này, đúng không? Hàng hóa phải đầy đủ mẫu mã, sai số này. Đấy, đã được trưng bày đẹp đúng vị trí này. Kiểm tra lại cẩn thận trước ngày khai trương này. Nhân viên phải được đào tạo cẩn thận rồi này. Phải mặc đồng phục này, chuẩn bị xem là đồng phục đã lên hay chưa này. Đấy, rồi thì sao nữa? Số lượng nhân viên phục vụ ngày hôm đó là bao nhiêu người này, tăng ca hay giảm ca như nào này, được chưa? Phân công các cái bộ phận khác như là bảo vệ này, trông xe này, những người thu ngân này, bởi vì ngày hôm đó sẽ là khai trương rất là đông, khách rất là đông đến. Đấy. Rồi thì phía đằng trước là phải có băng rôn là đã treo chưa này, trong cửa hàng là phải có các cái standee, các quảng biển quảng cáo đứng này, rồi thì những cái tờ A4 để bể biển Mecca, ví dụ cái này giảm 30, cái này giảm 40, cái này giảm 50, treo và từng cái giá kệ in nhớ cẩn thận, thiết kế sẵn hết các bộ đấy, in ra để lên trên đấy, được chưa ạ? Vâng, đấy, ví dụ như người thực hiện Mr. Phan Anh này, sau đó là nhân viên ở phòng bán hàng, kiểu như thế. Thứ ba là chúng tôi có sự kiện về âm nhạc thì chúng tôi sẽ phải thuê âm thanh ánh sáng để tổ chức cái buổi trình diễn bộ sưu tập, thuê người mẫu, các người mẫu nhí mặc các bộ quần áo rồi đi giày dép của chúng tôi biểu diễn trong khoảng 30 phút. Thế thì làm thế nào chúng tôi thuê được, đúng không? Thì chúng tôi phải làm việc với các câu lạc bộ người mẫu nhí, rồi thuê âm thanh, thuê ánh sáng, ký hợp đồng, gọi điện, chốt tiền, vân vân, được chưa ạ? Rồi chúng tôi cũng phải chuẩn bị cả ánh sáng trong cửa hàng, âm nhạc trong cửa hàng hôm đấy là nhạc gì, đấy, những cái bài nhạc của nước ngoài, những cái dòng nhạc giúp bán hàng tốt. Tiếp theo đấy là người nổi tiếng thì tôi sẽ mời ai, mời ca sĩ nào, người mẫu nào, hoa hậu nào, diễn viên nổi tiếng nào, thì chúng ta sẽ tìm một số những cái mối quan hệ cá nhân hoặc là mối quan hệ mua bán với cái giá mà người nhà. Cái đợt trước thì tôi khai trương thì tôi có mời Hoa Hồng Với Thị Loan, thì Hoa Hồng Với Thị Loan là cũng là một cái người bạn của người em, thì tôi cũng có chơi cùng khá là lâu rồi, thì bạn ấy cũng có đến dự kiện và cũng rất là ủng hộ cái việc kinh doanh của các anh, và cũng trả một cái phần tiền nho nhỏ cho bạn ấy. Tất nhiên là bạn ấy vừa làm vừa giúp, mình cũng phải trả công nhưng mà trả theo kiểu là giúp đỡ các anh chị là chính, cái kiểu như thế. Thì vì cái thời gian đầu mình nó còn khó khăn, đúng không? Sau này mình làm tốt hơn thì mình bắt đầu là mình trả. Đấy, rất nhiều người cũng có những cái mối quan hệ với các ca sĩ, thì trong ngày khai trương tôi thấy là có một cái cửa hàng chuyên về đồ về hoa, có mời ca sĩ Tùng Dương đến. Đấy, thì bởi vì bạn chủ chơi với ca sĩ Tùng Dương, thì đấy là những cách mà các bạn sẽ làm. Hoặc là những người nổi một chút ở trên Facebook, kiểu như thế. Ai mời, đúng không? Ban giám đốc mời với tư cách cá nhân, tư cách danh nghĩa cá nhân thôi. Thế nếu mà có tiền thì mới mời thuê, đúng không? Thứ năm đấy là chúng ta sẽ lên danh sách những cái khách mời, đúng không? Ví dụ đối tượng khách mời là ai, số lượng là bao nhiêu, thư mời cần phải thiết kế ra để in, và sau đó là tiến hành mời. Đấy, thì chúng ta sẽ có địa chỉ. Thông thường thì nên mời những cái người là người quen của ban giám đốc, của công ty, hay là của cái thương hiệu đó, của người chủ. Đấy, liệt kê ra, rồi sau đó là bắt đầu là phát giấy mời đi và gọi điện hoặc nhắn tin hoặc gửi Facebook, kiểu như thế. Một cái thư mời như thế là có đầy đủ các cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá, quà tặng cho khách, người ta đến thì người ta cũng rất là thích. Trong cái thư mời đấy nó phải thể hiện rõ cái điều đấy rồi. Đấy, rồi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta truyền thông. Tiếp tục đấy là bắt đầu những cái khách tham quan, rồi thì là khách hàng mục tiêu mình mong muốn dự kiến là bao nhiêu người. Ví dụ như muốn có 500 người đến thì mình phải mời, mình phải phát đi bao nhiêu thư mời, phát đi bao nhiêu tờ rơi. Ví dụ như là chúng tôi khai trương ở một cái địa điểm là Giảng Võ, thì trước đó là 3 tuần, trong vòng 2-3 tuần liên tục, một tuần chúng tôi đi phát tờ rơi, mà chúng tôi phát tờ rơi rất là lịch sự, in ấn đẹp, đến tận nhà từng người gõ cửa vào chào hỏi đàng hoàng, hỏi là biết cháu có cái khai trương cửa hàng đấy, anh chị cô chú qua ủng hộ mua cái chương trình khuyến mại giảm giá, vân vân, sản phẩm rất tốt này nọ. Thế thì cái tỷ lệ phản hồi của cái khách hàng quanh đấy khoảng độ 3 km rất là tốt, bởi vì đằng nào họ cũng phải mua sản phẩm cho con. Cái cách mà đi phát tờ rơi cũng rất là khéo và hiệu quả như thế thì tôi luôn thu được một cái số lượng người rất là lớn mà đúng với kỳ vọng của tôi. Vấn đề tiếp theo đấy là vấn đề về hậu cần, bao gồm là tiệc ngọt, rượu, vang, nước ngọt, đúng không? Chuẩn bị các loại bánh trái thì giao cho một bạn nhân viên như thế nào mình liệt kê ra, cắt băng khánh thành, rồi kéo, rồi thì khăn trải bàn, rồi thì những cái bắn pháo giấy, vân vân. Tất cả mọi thứ bạn phải viết chi tiết ra, chứ không đến lúc đấy bạn không chạy đi đâu mua được đâu. Càng chi tiết càng tốt. Cái bài mà tôi đang hướng dẫn cho các bạn là rất chi tiết đấy. Mua cốc giấy loại nào, mua được ở đâu, bao nhiêu chiếc, hoa quả loại gì, bánh trái loại gì đấy. Số lượng là bao nhiêu, lên kế hoạch ra để còn tính vào chi phí. Nếu là công ty thì kế toán phải xuất tiền, nếu là bạn bỏ tiền ra thì bạn phải biết, đúng không? Bánh gì, ví dụ mình mua cái bánh cupcake đấy bao nhiêu cái, rồi thì Coca, Pepsi, snack, rồi chuẩn bị các phần quà bốc thăm đấy, được chưa? Chuẩn bị các phần quà để bốc thăm, quà cho khách đến tham quan mang về, rồi thì phải thuê cả về nhân sự, đúng không? Vấn đề thứ 8 là nhân sự này. Nhân sự thứ nhất là có ban lãnh đạo công ty hoặc là những người thân thiết với chúng ta đấy, rồi toàn thể nhân viên của công ty hoặc là đội ngũ nhân sự của shop, của thương hiệu, được chưa? Đấy, rồi thì thuê thêm lễ tân theo thời vụ, mấy bạn nữ, mấy bạn nam, nhớ là phụ trách cả người trông xe, rồi người chụp ảnh, người quay phim cho sự kiện, để sau này làm sự kiện mà còn làm lookbook, còn làm about us, nói về chúng tôi, đúng không? Để người ta biết thì mình hoành tráng đấy. Những cái ảnh này sẽ được gửi tới những khách hàng thông qua cái quá trình mà mình đăng lên Facebook, gửi qua email, vân vân. Đào tạo nhân viên, phân công các nhiệm vụ cụ thể, được chưa ạ? Thuê đồng phục cho lễ tân. Đấy. Mục số 9 là mục quảng cáo truyền thông và báo chí. Đấy, bao gồm là tờ rơi, đồng phục cho nhân viên bán hàng, catalog sản phẩm, standee, băng rôn, các cái tờ A4 giảm giá, các cái phiếu câu hỏi, các cái phiếu thanh toán, đúng không ạ? Rồi thì những cái vấn đề liên quan đến túi tắm, tờ rơi, vân vân, để mình thiết kế, mình đưa vào các mẫu quảng cáo online, offline đấy, mình thiết kế ra, mình làm đầy đủ ra và mình bắt đầu in để sẵn đấy và triển thôi, được chưa? Mục số tiếp theo là chúng ta cũng có thể chuẩn bị các quà tặng dành cho khách khai trương, ví dụ như là móc chìa khóa hay là đồ lưu niệm hay là quà tặng, mua một tặng một, mua một sản phẩm này tặng một sản phẩm kia, kiểu kiểu như thế, đúng không? Hay là một cái túi mang về, quà tặng cho khách lúc ra về này, quà tặng trong khi bán hàng này, hoặc là quà tặng bốc thăm trúng thưởng này, thì chúng ta phải đề ra cái chương trình đó, được chưa? Đấy, tiếp tục đấy là chúng ta cũng có thể làm, là cần phải quan tâm đến cả những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng may mắn đấy, nếu mà các bạn nghĩ ra. Đấy, rồi thì kịch bản của cái buổi khai trương đấy phát biểu như nào các bạn cũng phải viết sẵn ra để cho mọi người, sếp của bạn phát biểu. Sau đó thì các bạn phải lập ra một cái sheet Excel, đấy là dự trù kinh phí, phân công công việc, kịch bản chương trình đầy đủ. Đấy, ví dụ như dự trù kinh phí thì liệu cơm gắp mắm, đúng không? Thế tôi có mấy mục như vậy thì tôi tính này, thuê người nổi tiếng bao tiền này, thuê ca sĩ, hoạt náo viên này, mặc mascot này, ví dụ như đồ trẻ em tôi hay thuê mặc mascot Mickey, rồi thì gấu Pooh, 2-3 bạn như vậy, PG đón tiếp, tiệc trà, sân khấu âm thanh ánh sáng, thợ nhiếp ảnh, tiệc ngọt, thư mời, đúng không? Vật phẩm quà tặng, vân vân. Chúng tôi làm một cái chương trình như thế nó cũng tốn khá tiền, cũng mất mấy chục triệu đấy, tùy vào cái mức độ. Tất nhiên là nếu mà các thương hiệu thời trang lớn thì họ có thể mất vài trăm triệu đến cả tỷ. Đấy, nhưng mà quan điểm của tôi là phải hiệu quả, là bán được hàng, chứ không chỉ làm màu là chết. Hôm đấy các bạn biết là một cái cửa hàng khoảng chưa đầy 30 mét vuông mà bán một cái sản phẩm bình quân khoảng 300 đến 400 nghìn thôi, mà chúng tôi khai trương bán được khoảng 130 đến 150 triệu tiền hàng một ngày khai trương, tức là bán khủng khiếp. bán từ lúc mở ra đến lúc đóng cửa, bán không có lúc nào nghỉ luôn, lúc nào khách cũng đông. Bởi vì này, cái sự chuẩn bị cho cái kế hoạch khai trương rất là chi tiết, kiểm tra tiến độ của từng người như thế nào, phân công công việc là ai, kịch bản chương trình như thế nào đó, tiếp đón vân vân, thời gian, lịch trình, thậm chí là những cái các cái vấn đề liên quan đến rủi ro, thậm chí là có người dự phòng cho những cái việc chạy việc thiếu đủ hàng hóa là chúng tôi tính hết. Bởi vì chúng tôi đã khai trương đến mười mấy 20 cái cửa hàng rồi, và tôi cũng làm khai trương thuê cho khách hàng rất là nhiều. Và trong cái điều quan trọng của khai trương ấy, thì tôi nghĩ là các bạn cần phải nhấn mạnh. Thứ nhất là phải có cái khuyến mại giảm giá để thúc ép khách hàng mua hàng. Thứ hai là phải có quà tặng cho khách hàng để kích thích cái việc khách hàng sẽ đến tham quan, bởi vì bây giờ họ rất là bận. Thứ ba nữa là cần phải có những cái điểm nhấn quan trọng trong chương trình khai trương. Thí dụ như là tôi có làm khai trương cho một cái thương hiệu thời trang của Anh vào Việt Nam. Thế nên cái điểm nhấn hôm đó là có rất nhiều, có bộ sưu tập thời trang này, có ca sĩ hát này, có PG rất là xinh này, có hoa hậu đến này, và đặc biệt là có tiệc biểu diễn tiệc cocktail và pha tại chỗ cho các khách hàng, pha tại chỗ luôn, bartender pha tại chỗ để cho khách hàng thưởng thức, rất là ok. Và cái phí như vậy cũng rất là rẻ, không có tốn tiền gì cả. Chúng tôi tự mua và sau đó anh bartender anh tự mua và nhờ anh ấy làm giúp. Của anh bartender học ở Thụy Sĩ về, pha rất là ngon. Thì cái chương trình như vậy khách rất là thích. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điểm nhấn quan trọng mà các bạn nên làm. Và cái chương trình khai trương cái hãng đó bán cũng rất là thành công. Tôi nhớ là tôi làm năm 2012, khai trương một ngày khai trương hôm đó là bán một cái sản phẩm giày dép nam giới, giá khoảng bình quân là 3 đến 5 triệu một sản phẩm, mà bán cũng 300-400 triệu tiền hàng một ngày. Chương trình rất là khủng khiếp, bán cháy hàng luôn. Thì cái tiền lời của cái ngày hôm đó cũng đủ tiền chi phí thuê mướn, rồi thì thuê chi phí trang trải cho người nổi tiếng, âm thanh ánh sáng, hoa quả, bánh kẹo, rượu bia, tất cả đủ, lãi cái thương hiệu, lãi cái khách hàng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Rồi, thì tôi hy vọng những cái thông tin tôi vừa cung cấp cho các bạn giúp cho các bạn hiểu về cái tầm quan trọng của việc chuẩn bị khai trương và làm khai trương cho nó tốt, dù cửa hàng của mình nhỏ hay là lớn, được chưa? Mình phải liệu cơm gắp mắm mà mình làm pre-sale phải chuẩn bị trước khoảng 3 tuần nhé. Nếu như mà các bạn mà đang xem video này, nếu thực sự mà các bạn cần tôi hỗ trợ về cái việc làm khai trương hoặc là phát triển thương hiệu của các bạn, thì các bạn liên hệ với tôi thì tôi sẽ trợ giúp cho các bạn chắc chắn luôn. Vâng, cuối cùng thì xin chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.